Novaland lên kế hoạch và lộ trình phát triển các dự án mới thương hiệu NovaWorld, khu đô thị vệ tinh, nghỉ dưỡng và dự án căn hộ nội đô. Triển khai và hoàn thành tiếp các dự án hiện có. Các dự án mới của Novaland. Trong năm nay, Novaland sẽ giới thiệu khoảng 15.000 sản phẩm với một số dự án mới như Grand Sentosa tại thành phố Hồ Chí Minh với 8,3 hectare. Với hơn 2.000 sản phẩm căn hộ phân kỳ mới Long Island tại NovaWorld Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quy mô 30 hectare. Tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Novaland dự kiến công bố dự án mới mang thương hiệu NovaWorld Marina City với quy mô 700 ha vào quý 2 năm 2022. Novaland cũng sẽ cho ra mắt dự án NovaWorld tại Nha Trang với quy mô hơn 600 ha, nằm tiếp giáp đường Trần Phú, thành phố Nha Trang trong tháng 6 năm 2022. Tại Lâm Đồng, dự án NovaWorld Đà Lạt với quy mô 1.000 ha. Trong đó, phân kỳ đầu tiên gần 700 ha được dự kiến sẽ ra mắt vào quý 4 năm 2022. Tiếp tục mở rộng các dự án đang triển khai, Novaland sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, xây dựng các dự án trọng điểm gồm là Aqua City, dự kiến vận hành từ 2022, và dự án NovaWorld Hồ Tràm. NovaWorld Phan Thiết dự kiến vận hành năm 2023. Từ nay đến 2025, Novaland tiếp tục tập trung vào thị trường bất động sản đô thị trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh, phát triển bất động sản đô thị vệ tinh và bất động sản đô thị du lịch nghỉ dưỡng thuộc phân khúc trung cấp và cao cấp. Mảng bất động sản đô thị trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh thì Novaland đang sở hữu 30 dự án gồm Lakeview City, Sunrise City, Victoria Village, Palm Marina, tập trung chủ yếu ở khu vực TP Thủ Đức, quận Phú Nhuận, quận 4. Chiến lược bất động sản Novaland giai đoạn năm 2022 đến 2030. Trong năm 2022, Novaland sẽ tiếp tục tập trung vào thị trường bất động sản đô thị trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh, phát triển bất động sản đô thị vệ tinh và bất động sản đô thị du lịch thuộc phân khúc trung cấp và cao cấp. Giai đoạn 2022 đến 2025, Novaland phát triển 100.000 sản phẩm. Giai đoạn năm 2026 đến năm 2030 sẽ phát triển và cung cấp ra thị trường 150.000 sản phẩm bất động sản. Các sản phẩm chủ lực của Novaland gồm 3 dòng: bất động sản đô thị, bất động sản đô thị du lịch và bất động sản công nghiệp. Novaland nhắm đến các địa bàn tập trung ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực vệ tinh. Đồng thời sẽ mở rộng về phía đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên như Ninh Thuận, Đắk Nông, Phú Yên. Trong chiến lược dài hạn, Novaland sẽ phát triển các dự án ra khu vực phía Bắc gồm Hà Nội, các tỉnh thành có kết nối tốt với thủ đô và các tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ. Đây là điểm tin về chiến lược và lộ trình triển khai các dự án của tập đoàn Novaland do nhóm thông tin bất động sản Alo Căn Hộ SG.com thực hiện. Mọi người like và chia sẻ để nhóm mình phát triển nhé!